cái chỗ này quan trọng nè, để đồ thứ bảy đúng không? Thì nó mới ra màu. Không? Đánh 2 giây 3 giây luôn. Thì nó mới ra được cái màu nó bầm cách ok. Rồi, cái slide. Cái chỗ này ý thức nhìn nó sao? Cho nó rõ ràng ra. Rồi cái son cũng vậy luôn. Cái chỗ son chỗ này nè. Cái thằng nó tại em sạc thì dây cái em bấm thì chỉ nó không nghe. Đúng rồi. Do cái ngón chưa lực, cái ngón chưa có lực. Đó là lý do tại sao mà anh cho học hammer on pull off xong rồi tới mới tới qua bài này vậy. Đúng không? Rồi slide bấm. Đó, rõ ràng nè. Đúng không? Cái slide quan trọng lắm đây nè. Ok. Ok. Sau khi mà đánh được những cái này mà nhiễm vô rồi thì bắt đầu mình có thể sử dụng cho những cái giọng khác. La, si gì đó. Ở trong này nó có hai thế trên dưới là đô với son rồi. Yeah. Đúng rồi đó. Cái móng tay đẹp quá.